Dạ chị ơi, dạ em có thư không chị? Cô là Mỹ Lan phải không? Dạ đúng rồi, em là Mỹ Lan. Trước khi đi á, cậu Dị dặn tôi á là có thư từ gì á sẽ báo ngay cho cô. Nhưng từ lúc cậu đi tới giờ á, cậu đâu có nói gì tới cô đâu. Cậu chỉ gọi điện thoại về một lần nói chuyện về công việc thôi. Dạ, vậy em cảm ơn chị. Nếu có thư từ gì thì nhắn giùm em nha. Em cảm ơn chị. Mỹ Lan. Dạ, chào chú Năm. Vô đây tôi nói chuyện chút. Lan ngồi đi. Năm hỏi thăm chút. Dạ. Dạ, có chuyện gì không chú Năm? Tía khỏe chưa? Mấy hôm nay Năm tính ghé thăm, nhưng mà công việc Năm lu bu quá. Dạ, con cảm ơn chú Năm. Tía con cũng đỡ nhiều rồi. Vậy mừng quá em ha. Dạ. Mà ruộng nhà mình á, có bị sâu rầy gì không? Dạ, cũng có. Bị cả làng mà chú. Năm nay xui xẻo thiệt, nhiều chuyện xảy ra quá. Nè, Dạ, cảm ơn chú Năm. em qua đây để hỏi thăm tin tức của cậu Dĩ phải không? Dạ. Chú Năm có biết tin tức gì của ảnh không chú Năm? Biết chứ. Ảnh giờ sao rồi hả chú? Thì từ lúc cậu Dĩ đi tới giờ, có gọi về đúng một lần, hỏi thăm linh tinh, rồi hỏi thăm sức khỏe mọi người, nhưng mà sao không thấy nhắc Lan. Con người mà, xứ lạ quê người, cảnh đẹp người đẹp nhiều lắm, chắc là lạc lối rồi. Mỹ Lan à, ở đời mà, những người mà vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa giàu có, vừa hào hoa nữa, thì cái chuyện yêu đương với họ giống như là cái chuyện giỡn chơi vậy. Khó mà yêu ai thật lòng được đâu. Tại Lan biết sao không? Người ta dành hết thời gian, tâm sức của người ta nghĩ vô sự nghiệp rồi, hiểu không? Cũng không trách người ta được. Mấy cái chuyện này khó trách được lắm. Phải chi cái tình yêu đó đến với những người mà đứng tuổi á, nó sẽ đẹp lắm. Còn những người trẻ tuổi mà, thiệt là cũng khó. Cái người trẻ tuổi họ coi tình yêu giống như là cái trò giải trí gì. Dạ. Dạ nếu không có chuyện gì nữa, con về nghe chú Năm. Lan nè, Năm vẫn biết là sự thật thì mất lòng đó. Thôi, coi như Năm chưa nói đi nha. Cho Năm gửi lời thăm tía nghe. Dạ cảm ơn chú Năm, con về. Chết cái gì mà chết? Thì còn gì nữa đâu, lúa chết ngoài đồng hết rồi còn gì. Mới đầu xịt á thì thấy bớt bớt mấy con rầy, còn giờ xịt vô á thấy mấy con rầy hình như nó càng khoái nữa. Tôi đang rầu quá, nợ nần chồng chất cả đám à. Ủa mà chú nợ công ty Phú Vĩ hả? Ừ, nợ Phú Vĩ cũng nhiều mà không có lo, người ta cho cái qua tới vụ sau. Ba cái nợ hồi đầu mùa, công xạ nè, công cấy, rồi công cày nữa, toàn là tôi đi vay hết không à. Vay nợ, người ta nói cuối mùa trả, lúa mới bị rầy, mà bây giờ nó vô xiết nợ nhà mình,
Thiệt là thất đức à. Xin ơi, Lan ơi, có nhà không? Dạ. Là cô hả? À, dì Bảy, có gì ở ngoài này nói chuyện đi. Dạ. Hai anh em cô liệu mà tính gì đó, lo mà trả tiền cho tôi đó. À, nợ cái gì dì Bảy? Cái khoản kia mới vay chưa có tới thời hạn mà trả gì dì Bảy? Thì tôi nói trước cho biết vậy đó, chứ cái tình hình này là tôi thấy không ổn rồi. Cô cậu á, liệu mà lo tiền trả cho tôi sớm đi. Dù gì tới hạn anh em con cũng trả cho dì mà. Chứ giờ dì la sùm vậy, tí con đang bệnh tội nghiệp tí con lắm. Anh em con cũng có công ăn việc làm đàng hoàng, trước sau gì thì cũng trả hết cho dì mà. Dì đừng có lo nghe. Thì tôi nói vậy đó, lo mà trả nợ cho tôi đi. Cái gì ồn ào quá vậy Lan? Tôi qua đây nói cho anh em cô cậu biết á, lo mà trả tiền nợ cho tôi đi đó. Nợ nần gì? Đã tới ngày đâu mà gì quá đội. Cho người ta mượn tiền á, lấy lại danh trời dưới đất không à. Thấy người ta có chút khó khăn á, dí tới dí lui, ăn ở gì đâu thất đức. Mấy người như vậy á, coi chừng bị quả báo à. Anh hai, thôi đi. Cậu nói cái gì? Chứ không phải mấy người năn nỉ tôi mới cho vay. Bây giờ tính nói lật lọng hả? Thì đồng ý là tôi thiếu nợ gì thiệt. Nhưng mà đã tới ngày đâu, vậy đi về đi. Khi nào tới ngày á, tôi cầm tiền qua trả cho dì, không thiếu một cách đâu. Đừng có ép người ta quá đáng như vậy. Cậu, anh hai à, dì Bảy à, thôi dì Bảy về đi. Rồi tới ngày tới tháng á, tụi con sẽ mang tiền qua trả cho dì Bảy. Dì Bảy đừng có lo nghe. Nói như nhỏ này mà dễ nghe đó. Làm sao thì làm, lo mà trả nợ cho tôi đó. Thôi dì Bảy về nghe. Anh hai nè, cái gì cũng ào ào hết trơn á, tí nghe được á thì khổ đó. Mày biết cái gì? Mấy người như bà hiền quá, bà đè trên đầu mình đó biết không? Tôi mệt quá, anh hai ở nhà đi, em đi công chuyện chút. Đi rồi nhớ về sớm với tía đó. Em biết rồi. Ủa anh Tư. Dạ chị Bảy. Nghe nói anh mới mổ tim mà sao anh khỏe quá vậy? Y học bây giờ nó hiện đại dễ sợ hen. Dạ khỏe đâu khỏe chị Bảy ơi. Ta nói nằm nó cũng đau, đi nó cũng đau. Thì thôi tôi ráng tôi đi để coi nhân tình thế thái nó ra sao mà. Nhìn anh mà tôi biết anh mổ tim á là tôi chết liền á. Chị Bảy à, con tôi á, nó vay tiền của chị nhiều không vậy? Nhiều chứ sao không nhiều. Nó nói là nó vay cho anh để anh mổ tim chứ còn gì nữa. Dạ tôi biết. Nhưng mà rồi tụi nó có hứa với chị ra là cuối mùa lúa này nó trả. Mà rồi chưa đâu tới đâu mà tôi nghe chị làm cái gì sùm hết vậy đó. Coi bộ không hay lắm. Sùm cái gì mà sùm? Tôi có nói cái gì đâu mà anh nói là tôi sùm. Thì lúa của anh á, đầy nâu nó ăn hết trơn hết trọi rồi. Bây giờ chỉ còn có cái đống rạ không à, anh lấy cái gì mà anh trả nữa cho tôi? Nhưng mà chị Bảy ơi, nợ thì dứt khoát phải trả. Tôi còn sống sờ sờ đây mà. Tía con tôi hứa sẽ trả hết nợ cho chị mà. Anh nói rồi đó nghe. Anh dạ. Nói là anh phải giữ lời đó. Dạ rồi. Nè, anh chạy đi đâu mà dữ vậy? Đi từ từ thôi, cẩn thận đó. Trời ơi, mới tháng trước còn xanh mơn mởn mà sao bây giờ như vậy hả trời? Sao mấy con giấu tía như vậy?
Trời hại con tôi rồi, tôi hại con tôi rồi. Thanh thản nghe tía, chắc là giờ này tía với má cũng được gặp nhau rồi. Con xin lỗi tía, con xin lỗi tía vì trong thời gian qua con đã làm cho tía phải buồn. Con hứa với tía, sắp tới con sẽ sống tốt hơn, con sẽ lo cho Út Lan tốt hơn. Tía ơi, tía ơi, Lan ơi, mày bình tĩnh lại đi. Lan, mày như vậy hoài làm sao mà có tự nghĩ nữa Lan. Đừng khóc nữa. Bình tĩnh nha Lan. Thôi mà có Lan, sâu ở đây mà. Bình tĩnh đi. Đừng khóc nữa mà. Tía ơi. Ê, mày làm gì mà như khỉ ngồi cục than vậy? Không hiểu sao từ tối hôm qua đến giờ bụng tao như lửa đốt vậy. Tao không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Mày á, coi bộ yêu lòng dữ rồi nha. Mới có một tháng mà đã đốt lửa lòng rồi hả? Không phải, tao có cảm giác kỳ lạ lắm. Từ hôm qua đến giờ tao gọi điện thoại về hoài mà không được. Thôi dẹp đi mày, tào lao không à. Có chuyện gì á thì nhà mày báo tin cho mày rồi. Mà đốt lửa lòng á thì lấy cái này mà dập tắt nè. Thôi kệ, tao nghe lời mày. Để coi cái thứ này có dập tắt được hay không. Vô. Vậy là ông cũng đã đi. Tôi không kịp tới để tiễn ông đi. Giờ thì tôi đốt cây nhang này mong hồn ông bao siêu thoát. Nhưng có chuyện này ông phải hiểu cho tôi. Tôi sẽ tìm cách giúp đỡ các con ông. Nhưng nếu để Mỹ Lan làm dâu nhà tôi, điều đó không thể xảy ra được. Xin đừng giận tôi. Đợi người ngắn ngủi thật. Vậy mà mày đừng có như vậy nữa mà Lan. Bác Tường mà biết bác Tường buồn lắm.
tao không sao, tại tao thương tía quá. Tao nhớ tía tao lắm. Tía tao cả đời khổ cực, lúc nào cũng cô đơn một mình, đến khi chết cũng chết tức tưởi một mình ngoài ruộng. Phải chi hôm đó có tao ở nhà thì tía tao đâu có một mình đi ra ruộng. Thôi chuyện cũng đã qua rồi, con người ai cũng có số hết. Biết đâu á, ông bà với bác gái muốn tía mày ra đi trên mảnh ruộng của nhà mày thì sao? Sáng giờ mày có thấy anh hai tao đâu không? Từ hồi ở ngoài mộ về tới giờ tao không có thấy ông đâu hết. Chắc là anh buồn quá, lại đi nhậu nhẹt nữa rồi chứ gì. Thôi để tao lấy đồ ăn cho mày ăn. Tao không thấy đói. Từ hôm qua tới giờ mày có ăn cái gì đâu. Không đói cũng phải ăn chứ, ăn để có sức khỏe, để thực hiện mơ ước của bác Tư với ruộng với vườn nhà mày nữa. Nếu như mà mày quỵ xuống á thì ai mà lo đây? Bây giờ tao còn quá nhiều thứ phải lo. Thôi để tao lấy đồ ăn cho mày ăn nha. Nè, mày ngồi xuống đây với tao đi. Cái gì? Mỹ Lan à, nếu như bây giờ mày cần khóc á thì mày cứ khóc cho đã đi, cứ khóc hết nước mắt, khóc cho nhẹ lòng, để rồi ngày mai còn vững vàng mà bước tiếp nữa nha Lan. Nợ ơi, lấy cho tôi chai rượu đi. Cậu uống nhiều quá rồi, thôi về nghỉ đi. Sai quá sao mà về? Bà nghĩ sao rồi? Nhìn mặt tôi vậy mà sai hả? Chị cứ vô lấy cho tôi chai rượu đi. Hay là chị sợ ăn xin thì không có tiền đâu mà. Tôi không có ý đó. Thấy cậu uống nhiều quá rồi, với lại khuya rồi. Tiền nè, bà nghĩ sao giờ mà khuya vậy? Bây giờ chị muốn đi nghỉ ngơi đúng không? Thôi được rồi, cứ đông ra cho tôi chai rượu rồi để đó cho tôi. Rồi chị muốn làm gì chị làm, đừng có quan tâm đến cuộc đời của con sinh này. Thôi mà cậu. Chị cứ lấy cho tôi đi, rồi tôi cầm rượu đuôi gì thôi. Tôi không có làm phiền chị đâu, chị sợ. Tôi sợ cậu luôn á, để tôi đi lấy cho cậu. Trời ơi, giờ này cũng còn chưa dậy nữa. Anh hai, anh hai, để ngủ. Dậy đi làm đi anh hai. 4-5 ngày nay á, anh toàn nhậu không à, không có làm gì hết. Vậy sao được hả anh hai? Mệt mày ghê, nhức đầu quá. Làm gì nữa mà làm? Làm chứ sao không làm. Bây giờ á là lúc cần phải làm nhiều hơn nữa chứ anh hai. Tao nhức đầu quá. Tại anh uống nhiều quá mà. Ủa, mà nó không ngủ với mày hả? Thì nó ngủ với em 1-2 bữa thôi, nó còn phải lo chuyện nhà nó nữa chứ. Anh nó mà cứ nghỉ hoài á, người ta đuổi anh bây giờ đó. Ai dám đuổi tao? Đúng rồi. Ủa? Ai mà dám đuổi anh Sinh chứ? Dạ, chú Năm mới qua. Anh Sinh là thợ giỏi nhất nhà máy mà. Chú qua đây làm gì? À, tôi qua
thắp cho tía cây nhang. Anh xin cứ nghỉ ngơi ở nhà vài bữa đi, cho tinh thần nó thoải mái. Chứ mà tinh thần vậy sao làm việc được. Dạ thôi, chú Năm ở chơi với anh hai con. Con xin phép đi làm. Em đi nha anh hai. Ừ, thôi Năm đi luôn. Anh xin, chiều ra quán nhậu đầu làng nha. Tôi có chuyện muốn bàn với anh chút. Giờ anh cứ nằm nghỉ ngơi đi. Ủa, Lan. Ủa, dạ, chị Mai. Em chào chị. Chị có nghe bác Tư mất mà không sao về được. Chị về mấy bữa rày rồi mà lu bu quá, chưa qua thăm em, thắp nén nhang cho bác Tư nữa. Dạ, chị về là em mừng rồi. Em giao cái xưởng này lại cho chị đó. Trời đất, em định nghỉ luôn hả? Làm sao mà nghỉ được chị. Em trả cái chức quản lý này lại cho chị thôi. Bây giờ mà có bao nhiêu hàng là em làm hết. Không kịp là em đem về nhà làm thêm. Trời ơi, làm gì mà làm dữ vậy? Định làm cho chết hả? Em làm sao mà chết được. Làm cho vui. Với lại ráng kiếm tiền để dành trả nợ ruộng vườn nữa. Thôi vô em. Tía mất rồi, anh có biết không? Người yêu thương em nhất trên đời này. Anh có thương em được giống như tía không hả Triệu Dĩ? Anh đi đã hơn một tháng rồi, bao nhiêu chuyện xảy ra mà sao anh không có tin tức gì cho em hết vậy Triệu Dĩ? Không biết giờ này anh đang ở đâu, đang làm gì, có nhớ tới mẹ con em không? Em không tin anh là loại người như Năm Hương đã nói, nhưng sao mà anh bận tâm vậy? Phải chi bây giờ có anh ở đây, để em được gục đầu vào vai anh mà khóc cho thật nhiều, để quên đi những đau khổ trong lòng em. Còn con chúng ta phải làm sao đây? Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ nuôi dạy con của chúng mình thật tốt, để nó không phải sống khổ cực. Em đang buồn lắm, nhưng em vẫn mong là mình sẽ vượt qua được những khó khăn đang ập đến gia đình em. Em mong anh trở về. Anh Dĩ ơi. Lan, có gì không sao? Lan đi đâu mà hồi nãy giờ tôi tìm hoài không thấy Lan vậy? Tại hồi chiều tôi đi dạo ngoài bờ xong, bây giờ mới về nè. Có chuyện gì không sao? Không có gì. Tại tôi thấy Lan buồn á, tôi muốn nói chuyện với Lan thôi. Hay là mình tìm chỗ nào nói chuyện nha. Vậy không ấy, thôi về nhà tôi đi. Vậy cũng được, lên xe tôi chở cho. Thôi sát bên rồi chở gì nữa. Thôi trời khuya lắm, lên đi. Ủa, mấy bữa nay bà No không qua ngủ chung với bà hả? Có chứ. Nó qua ngủ hai bữa đầu, xong tôi kêu nó về. Nó còn phải lo cho tía má nó nữa chứ. Ủa, mà việc nhà Lan có gì khó khăn không? Có việc gì ới lên một tiếng thôi, để bạn bè biết giúp đỡ. Cũng đâu có gì đâu. Mà chai cho tía cũng lo xong rồi. Ruộng vườn có thất bát mùa này á, thì mùa sau lấy lại. Có gì đâu mà phải lo. Sao thấy Lan buồn buồn hoài vậy? Tôi biết rồi. Nhớ người ta cũng phải. Ông Dĩ ông đẹp trai, ông giỏi giang. Công nhận ông có phước thiệt, có lộc thiệt, mà không biết ông có sống thọ được hay không thôi. Sao này? Phước gì mà phước? Mà sao ông cứ sống vậy hoài? Sao ông không đi lấy vợ đi? Lan nói ngộ thiệt. Hồi đó giờ là tôi đi theo Lan với lại bà No lùng thôi. Bây giờ á, Lan đi theo chồng, Lan bỏ tôi. Cũng phải đợi từ từ tôi kiếm mối khác chứ. Trời đất ơi,
tôi theo chồng hồi nào? Còn Noa đó kìa. Bậy rồi không được Lan ơi. Tôi với lại bà Noa không hợp nhau. Ở chung nhà thế nào cũng đánh lộn, chém lộn hả? Tôi kêu bà Noa dạ so mà. Thôi, tự nhiên đi kêu người ta là dạ xoa. Nhưng mà trong tương lai biết đâu được. Thôi, làm ơn đừng có nói chuyện này. Dạt chuyện này qua một bên đi, hết vui rồi. Ủa mà sao hổm rà không thấy ông xin vậy? Tôi còn không thấy, lấy gì ông thấy. Mấy ngày nay á, ổng cứ đi nhậu từ sáng sớm tới tối mệt ổng mới về. Có làm ăn được gì đâu. Chắc ảnh nhớ tía nên mới vậy á. Biết là nhớ thì ai không nhớ. Thôi được rồi, để tôi lôi thằng Trả về, tôi chửi cho thằng Trả một trận mới được. Đàn ông mà phải làm ăn cán đáng, gánh vác gia đình chứ, đâu thể yếu đuối, thùy mị như vậy được. Phải mạnh mẽ lên chứ. Trời đất ơi, ông làm giống như ông là tía của tôi với anh Sinh không bằng vậy đó. Tại tôi bực quá, tôi bức xúc vậy thôi à. Thôi nè, ăn cam đi. Để tôi vô, tôi đốt cây nhang cho bác Tư, rồi tôi về. Nếu có cần gì á, để tôi chạy qua nhà của bà Nó, tôi nhắn cho bà Nó qua ngủ chung cho vui. Thôi khỏi, tôi ngủ mình được rồi. Bình thường cái gì mà bình thường? Một mình mày làm bằng cả xưởng á. Bộ mày định làm hết gì không cho mọi người làm luôn hả? Thì biết làm cái gì bây giờ? Ngồi đang cho đỡ buồn. Với lại kiếm được đồng nào đỡ đồng đó. Làm gì thì làm á, cũng phải biết giữ gìn sức khỏe. Tao thấy lúc rài mày ốm đi nhiều rồi đó. Ừ, tao biết rồi. Mà dạo này mày có tin tức gì của anh Dĩ không? Không, chẳng thấy gì hết. Đi là biệt tâm luôn. Rồi mày có qua công ty hỏi không? Tao qua mấy lần mà cô thư ký nói là không có cả thư lẫn điện thoại. Kỳ vậy ta. Mà nếu như có, người ta đã chuyển cho mày rồi. Không lẽ anh Dĩ anh có chuyện gì? Trời ơi, chắc không có đâu. Chắc là anh bận việc quá thôi. Mà có khi nào á, giật đổi sao dời, ảnh quên tao luôn không? Trời, con khùng nè, đừng có suy nghĩ tầm bậy. Tao thấy anh Dĩ không phải là người như vậy đâu. Ừ, thì biết như vậy, chứ giờ cũng đâu có làm được gì hơn đâu. Ê, Lan, ông Sâu rủ á, chủ nhật này lên huyện chơi, mày có đi không? Thôi, mày đi với ổng đi, tao không đi đâu, tao vô trước à. Má khỏe mà. Sao? À, thì cũng bình thường. Ở bển sao con? À, tối ngày hả? Thôi phải giữ sức khỏe nghe, để làm việc tốt chứ. Ba cái vụ sâu rầy đó chú Năm lo rồi. Bình thường không sao đâu. Chú Năm có kinh nghiệm mà con lo về chuyện này. Thím Thanh á, Thím Thanh có nhờ con cho dùng cái số điện thoại của ông Hưng á. Cái ông hồi trước mà cũng bên doanh nghiệp mà làm việc với má đó. Ủa con có sẵn số ông ở đó hả? Ở đâu? Số điện thoại ở trong trong mấy cái sổ làm việc của mình hả? Cuốn nào con? Cuốn cái cuốn đen mà có cái viền cam đó hả? Rồi. Ừ, nhớ giữ sức khỏe, mọi chuyện ở nhà bình thường. Rồi, yên tâm ha. Rồi. Nguyễn Văn Thanh. Đây. Cây viết đâu?
cây viết này. Dạ, em chào chị ba. À, chú ngồi đi. Chú đến tìm có chuyện gì vậy? Dạ, giờ bà con nợ tiền công ty nhiều quá. Chị tính sao chị? Biết tính sao giờ. Bây giờ mình có đòi thì bà con cũng có tiền để trả. Tôi nghĩ là hay để vụ sau đi, rồi mình sẽ tính toán với bà con nha. Dạ. Chú Năm à, cái chuyện tôi nhờ chú nó làm sao rồi? À, chị yên tâm đi. Khi mà cậu Dĩ về thì mọi chuyện đâu đã vào đó hết rồi. Ủa, hình gì vậy chị? Bực mình quá luôn à. Thôi tôi mệt quá, tôi lên phòng nghỉ ra. Dạ. À, có chuyện gì chú cần đi thì cứ đi đi ha. Dạ. Không bao lâu nữa, tụi bay sẽ biết tại tao. Anh hai. À, sao mày không ngủ đi, ngồi đó làm chi nữa? Thì em ngồi đây á, vừa làm vừa ngồi chờ cửa anh nè. Sao dạo này á, ngày nào anh cũng nhậu hết vậy anh xin? Nhậu cho đời nó bớt khổ chứ béo bộ gì đâu. Anh nhậu á thì em cũng không có nói gì. Nhưng mà dạo này á, em thấy anh hay nhậu với ông Năm Hương á, em không có thích đâu á. Mày nói Năm Hương phải không? Rồi, bây giờ tao ngồi đây tao nói chuyện với mày nè. Nhậu với người xấu á để tao thấy được người xấu hơn. Anh nói gì vậy anh xin? Người xấu với người xấu hơn là sao? Thì nhờ chơi với anh cha Năm Hương à, nhờ nhậu với anh cha tao mới biết được nhiều chuyện, mày hiểu không? Có chuyện gì á thì anh nói cho em nghe đi. Sao? Trên đời này tất cả đều xạo hết, không có thằng nào sống thật. Trời. Nhưng mà nè, chẳng thà như anh cha Năm Hương đi, mình là người xấu đúng không? Tự nhận mình người xấu, lúc đó tao thấy dễ chịu hơn à. Có chuyện gì á thì anh nói đầu đuôi cho em nghe đi. Còn xỉn quá thì anh vô ngủ đi. Ê, chứ nói vậy ai mà biết cho được. Anh hai mày không có xỉn nha. Anh hai mày không có xỉn. Tao đang nói về thằng Triệu Dĩ của mày. Triệu Dĩ gì? Mà của em chứ. Có chuyện gì vậy anh hai? Tao nói cho mày biết, nó không phải là người tốt đâu. Nè, mày có nhớ cái con nhỏ mà bữa trước bà Sơn bà dắt vô nhà máy không? Ừ. Con nào? Thì cái con mà hôm bữa đi với bà Sơn đụng mày trong nhà máy đó. À, em nhớ rồi. Mà sao hả anh hai? Tao nói cho mày biết, nó là vợ sắp cưới của thằng Triệu Dĩ đó. Bữa đó bà Sơn bà muốn dẫn tới để bà giới thiệu cho mọi người biết đó là con dâu của bà. Vậy mà anh em mình ngu quá, tao với mày không hề biết. Anh hai nói cho mày biết, tôi nó quen nhau rồi, nhỏ rồi.
Bộ bịch cũng được mấy năm nay rồi. Nó là con của ông bác sĩ nổi tiếng trên Sài Gòn á. Nhà quyền quý người ta chơi với nhà quyền quý. Mày bỏ ý định nó đi. Người ta không nghĩ tới con nhỏ nhà quê như mày đâu Mỹ Lan. Đúng rồi, người ta thật là xinh đẹp, sang trọng. Chắc không phải vậy đâu anh hai. Tại sao lại phải như vậy? Hả? À, tao nói dốc mày làm cái gì? Tao biết hết. Tại mày ngu lắm, mày yêu nó nên mày không biết thôi. Nghe là anh hai nè, đừng có tư tưởng tới nó nữa. Quên nó đi. Nó là người xấu. Rồi, tao vô đang ngủ rồi. Con anh bữa giờ sao rồi? Anh đi mà hỏi nó. Cũng may á, là con anh nó cũng dễ. Em không có bị ngán gì hết trơn á, cho nên em cũng khỏe. Mà hơn hết á, là không có ai biết hết đó anh. Vậy hả? Ừ. Con nó ngoan, giống cha nó. Nhất định anh sẽ cưới em. Vợ chồng mình sẽ rất là hạnh phúc. Nhưng còn cô gái kia thì sao? Cô ta có phải là vợ sắp cưới của anh không anh Dĩ? Sao anh lại lừa dối em? Nhưng mà biết đâu, Triệu Dĩ không yêu cô ấy. Anh yêu hai mẹ con mình thì sao? Sao anh vô tâm với hai mẹ con em vậy? Giờ em biết phải làm gì đây, ngoài đợi chờ anh một cách mỏi mòn, tuyệt vọng như vậy. Đây ngồi làm gì vậy? Tao ngồi đây để cho tâm trí tao thoải mái. Rồi thoải mái chưa? Bây giờ đi về, tao nấu canh chua cá lóc cho mày ăn cơm ha. Tao chưa muốn về, mày về trước đi. Mày không về thì tao sẽ ở lại đây với mày tới khi nào mày về thì thôi. Có phải mày buồn chuyện anh Dĩ không? Nếu nói với mày là tao chỉ có nhớ tía tao thôi là tao không đúng với lòng mình. Na nè, nếu như mai này tao có chuyện gì nhờ mày chăm sóc anh xin giùm tao nha. Mày nói gì nghe lạ vậy? Có chuyện gì là sao? Nói gì tầm bậy tầm bạ không à? Giống như là đang gửi gắm vậy đó. Nói lại đi. Tao ngồi đây nhìn dòng sông của quê mình rồi nghĩ, nếu có chuyện gì xảy ra thì tao sẽ bước xuống đó. Mày khùng quá à. Đừng có nói lung tung nữa, không có được suy nghĩ bậy bạ như vậy. Thôi đi về. Mày mà còn nói vậy nữa là tao cắt đứt tình bạn với mày luôn á. Đi về. Lan, lẹ lên. Về thôi mọi người ơi. Chà, bữa nay ai cũng siêng năng lo làm mà quên hết giờ giấc luôn ta. Ê, chuẩn bị tranh thủ là mẹ đi. Mày về. Ừ. Đau lưng quá. Xong chưa? Đi về, đi về thôi. Thôi đi về. Thôi về bà. Thôi về đi đó, bụng quá. Ừ, đỡ tôi coi. Ủa, hai đứa không về hả?
định ở đây làm thêm nữa phải không? Trời ơi, làm thêm tiền để đâu chơi hết chị Mai. Vậy thôi chị về trước nha. Dạ. Ê, đi về Lan. Mày về trước đi. Trời ơi, trưa rồi, mày làm gì mà cắm đầu cắm cổ làm hoài vậy? Thì mày cứ về trước đi, tao làm xong cái này rồi tao về. Thôi mà, đi về đi. Không á, không xong chiều mày làm tiếp. Thì tao đã nói mày về trước đi, tao mệt mày quá. Vậy thôi, tao về đây. Sao giờ này em chưa về nữa? Dạ chú Năm, con ráng làm xong cái này rồi con về. Sao em cứ gọi anh bằng chú hoài vậy? Chữ anh với em nó khó gọi lắm hay sao? Nếu mà thấy khó quá thì gọi bằng Năm đi, được không? Dạ, dạ. Nói vậy thôi chứ Năm đang biết em đang chờ đợi ai mà. Mà chờ đợi anh chi cái ngữ đó, nó không có xứng đáng với tình cảm của em đâu. Chú Năm nói gì lạ vậy? Cứ làm bộ làm tịch hoài à. Năm biết hết. Nhưng anh cũng chờ đợi em, tại em không biết đó thôi. Thằng Dĩ nó đã có vợ sắp cưới rồi, nó đi nước ngoài về là nó cưới đó. Ai cưới thì kệ người ta, mắc mớ gì tới chú? Mà sao chú cứ xen vô chuyện của tôi hoài vậy? Thôi tôi đi về. Nè, tại sao em cứ vô tình với Năm hoài vậy? Năm thương em thiệt mà. Mà em chờ đợi chi cái thứ công tử con nhà giàu quất ngựa tri phong đó. Làm vợ Năm đi nha. Lên. Con tôi ra. Lên. Lên. Ông làm gì Lan vậy? Làm cái gì là làm cái gì? Muốn cái gì? Muốn cái gì? Cương hả? Cho lên bác sĩ Cương bây giờ. Lan, sao Lan chưa về nữa? Cha nội đó có làm gì Lan không? Đi về đi, tôi tới tôi rước Lan về nè. Giờ này mà còn làm gì nữa? Lan còn ngồi đây, thế nào chả vô, chả cũng thả về nữa à. Không có tôi bảo vệ cho Lan đâu. Ông đừng có xen vô chuyện của tôi nữa được không? Ông đi về đi, để tôi còn làm. Lan, ông có làm gì Lan không? Lan có bị sao không? Sao trăng gì? Ông đi về đi. Ông đi về đi. Lan đuổi thì tôi đi về. Tôi vừa mới bước vô là gặp mặt thằng cha Năm Hương liền. Chả nhìn mặt tôi là chả dội liền, văng ra liền. Mà nói thiệt, mặt chả ưa không nổi à. Vậy rồi con Lan nó có tâm sự gì với ông không? Tâm sự gì đâu. Đi vô nhìn thấy mặt Lan buồn buồn, lầm lầm, lì lì. Mới mở miệng hỏi có một câu à, là chửi xối xả vô mặt tôi luôn. Chuyện của Lan đừng có xen vô, xong rồi đuổi tôi về luôn. Tội nghiệp con Lan, mới hơn được một tháng mà bao nhiêu chuyện xảy ra với nó. Nó cứ im im, tôi hỏi gì nó cũng không thèm nói nữa. Hôm bữa nó nói quở là đòi đi xuống sông gặp Hà Bá đó. Tôi nghe nó nói mà tức cũng trào máu luôn. Cũng phải thông cảm cho Lan. Lan còn đang buồn chuyện Bác Tư, rồi cộng thêm chuyện ông Dĩ đi xa nữa. Ủa mà chừng nào ông Dĩ về vậy? Ai mà biết được. Đi là mất tâm luôn, không thèm gọi điện hay gửi thư gì về cho con Lan nữa. Đó thấy chưa, tôi nói hai người lúc đầu rồi, mê trai thành phố làm gì không biết nữa. Được cái đẹp trai ga lăng, được cái bề ngoài không à, sống không tình cảm một chút xíu nào hết. Thôi đi, ông biết gì mà nói. Bây giờ phải nghĩ coi có cách gì làm cho con bạn mình nó vui lên không kìa. Tôi không kịp tới để tiễn ông đi.
ông phải hiểu cho tôi. Tôi sẽ tìm cách giúp đỡ các con ông. Nhưng nếu để Mỹ Lan làm dâu nhà tôi, điều đó không thể xảy ra được. Xin đừng giận tôi. Con trai tôi nó chỉ ham vui nên mới quen con gái của ông. Chứ nó đã có hôn thê ở Sài Gòn rồi, nên tôi không thể để thằng Dĩ đến với cháu Lan được. Xin lỗi ông, nhưng tôi thề, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng không cho phép con trai tôi đến với cháu Lan được. Xin lỗi ông, ngàn lần tôi xin lỗi ông. Nó không thể bỏ vị hôn thê của nó ở Sài Gòn được. Ông ơi, mong ông tha lỗi cho. Dạ con. Chào cháu. Cháu vô nhà đi. Dạ. Vô nhà. Vào đây đi cháu. Hương à. Dạ. Khỏi đóng cổng nha. Dạ. Cháu tới có chuyện gì? Dạ con. Con tới kiếm anh Dĩ. Thằng Dĩ nó đi công tác nước ngoài chưa về. Mà có chuyện gì cháu phải hỏi thằng Dĩ, cô có thể giải quyết được không? Dạ, con biết anh Dĩ đi nước ngoài. Con chỉ định ghé ngang qua hỏi bác khi nào anh ấy về thôi. Dạ, con có chuyện quan trọng muốn... Những chuyện của thằng Dĩ có liên quan gì tới cháu mà hỏi? Dạ, vậy thôi, con xin phép bác con về. Khoan đã. Sẵn cháu đến đây hôm nay, tôi có chuyện này muốn nói với cháu. Và tôi chỉ nói một lần là cháu hiểu rồi. Thằng Dĩ có hôn thê ở Sài Gòn, tụi nó chuẩn bị làm đám cưới đó. Tôi mong là cháu phải biết tự trọng mà rút lui. À, nếu cháu cần tiền, cần bao nhiêu nói đi, tôi cho. Dạ. Dạ, con xin phép con về. Đang ở đâu? Sao không xuất hiện hả? Anh có biết trong lúc này em cần anh lắm không? Đây con. Dạ con cảm ơn bác. Con xuống mà không báo trước để bác chuẩn bị. Dạ có gì đâu bác. Bác coi con như là con cháu trong nhà là con thấy vui lắm rồi. Với lại bà con vừa mới đi công tác ở nước ngoài về, có ít xăm nhung về biếu bác, cho nên sẵn con xuống thăm bác luôn. Mà anh Vĩ đi lâu chắc bác buồn lắm hả? Ừ.
Cái thằng đó nó đi là nó đi biệt tâm mà. Có con xuống là bác vui lắm đó. Dạ. Bác, công nhận á, đồ ăn ở dưới quê mình tươi ngon ghê á. Nãy giờ con ăn thấy món nào cũng ngon hết á. Nếu mà ngon thì ăn thêm nữa nha. Đây. Dạ, con cảm ơn bác. Ăn nhiều vô. Dạ, được rồi, con cảm ơn bác nhiều. Đây con. Bác chu đáo quá. Người ta nói, những đôi tình nhân đi bên nhau, trời bất chợt đổ mưa, thì tình yêu của họ đẹp lắm, bền vững lắm. Vậy mà, lẽ nào anh lại tệ bạc với em như vậy? Bây giờ xung quanh em xảy ra bao nhiêu chuyện, bao nhiêu lời nói ra nói vô vậy anh? Em biết tin ai bây giờ? Sao anh lừa dối em? Anh có vị hôn thê rồi mà còn tìm đến em làm chi vậy anh Vĩ ơi? Chào cô. Nhìn cô cũng nặng tình quá ha. Cô là... Sao cô đến đây? Cô giấu giếm cái đó làm cái gì? Chắc cô cũng biết tôi là ai mà. À mà thôi, để tôi tự giới thiệu. Tôi tên là Ngọc Anh, vợ sắp cưới của anh Vĩ đó. Cô thương anh Vĩ lắm hả? Tội nghiệp cô. Cô cũng chỉ là trò chơi của anh chàng đào hoa của tôi thôi. Thôi cô đừng có buồn. Cô cũng không phải là người duy nhất đâu. Nhưng mà cô đẹp hơn tôi tưởng tượng đó. Hèn chi anh Vĩ cứ quấn lấy cô. Cô muốn gì? Cô nên thôi mơ tưởng cái tình yêu hảo quyền đó. Thôi mơ tưởng về cái gia tài kết xù đó đi. Đũa móc mà chòi mâm son hả? Cô không được xúc phạm tôi như vậy. Cô ra khỏi nhà tôi đi. Khoan đã. Xúc phạm? Ai xúc phạm ai? Đi quyến rũ, dụ dỗ chồng sắp cưới của người khác, đó có phải là xúc phạm không hả cô thôn nữ? Cô đi ngay cho. Muốn gì á thì cô đi mà nói chuyện với chồng sắp cưới của cô kìa. Cô nâng niu làm gì cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà không phải là của mình? Cô trả lại cho tôi. Cô đừng có quá đáng như vậy. Trả cho cô đó. Thứ mà cô nâng niu thì người ta giữ gìn như vậy đó. Ở đâu? Ở đâu mà cô có những bức hình này? Ở đâu à? Cô nghĩ coi, một người đàn ông lén lút qua lại với một người con gái khác, bị vợ mình phát hiện, thì cô nghĩ anh ta sẽ làm gì? Không phải là thề sống thề chết rồi cũng ngoan ngoãn giao nộp những cái kỷ vật như thế này hả? Cô hiểu rồi chứ. Vậy những tấm hình này đâu còn ý nghĩa gì với cô nữa đúng không? Cô lòi cái đuôi hồ ly ra rồi hả? Định dở thói côn đồ sao cô thôn nữ? Người bị tát xứng đáng nhất chính là cô đó. Không phải tôi rảnh để xuống đây đùa giỡn với cô đâu. Tôi nói lại một lần cuối, nếu như cô có lòng tự trọng thì cô hãy buông tha cho anh Vĩ đi. Cô không có xứng đáng đâu. Nếu như cô nghèo khó quá cần tiền thì cứ nói tôi sẽ giúp.
Con đi ra khỏi nhà tôi. Con đi đi. Con đi đi. Tôi cũng không rảnh ở đây làm gì đâu. Nhiêu đó là đủ rồi. Cô nhớ đó. Trời ơi. Nhỏ này đi đâu không biết nữa. Cửa nẻo thì không đóng, nhà tôi thui mà không chịu bật đèn lên. Thiệt tình à. Mỹ Lan, làm gì ngồi đó vậy? Ngồi trong nhà xong mở đèn lên, để nhà cửa tối thui à? Dạ không có gì, em mệt quá nên chưa kịp mở đèn thôi. Anh hai ăn gì không? Để em nấu cho anh hai ăn. Thôi khỏi được rồi, tao có hẹn anh Tài một chút đi nhậu. Anh Hải biết hết mọi chuyện của mày rồi. Nhưng mà nghe lời anh Hải nè, không có được khóc nữa. Kệ nó đi. Nghe không? Không có được khóc nữa. Thằng khốn nạn này nè, cũng may là thấy được sớm khuôn mặt sở khanh của nó đó. Chuyện của em anh Hải đừng có nói nữa. Nhưng mà nhìn bộ dạng của mày như vậy anh Hải chịu không được. Anh Hải kêu mày nín đi. Mẹ nó. Anh đừng có như vậy có được không? Nói mà về đây á, tao giết nó chết đó. Anh đừng có nói nữa mà. Bỏ đi, tao không nói nữa. Tao đi à. Tía ơi, con khổ quá tía ơi.